ăn ít lại và nhớ đến Thượng Đế nhiều hơn. Một số người theo đạo lão, ăn uống rất đơn giản. Họ thậm chí không nấu nướng và cũng không ăn rau tươi, bởi vì họ đợi đến khi rau cải khô gần hết rồi mới ăn. Tôi đoán họ chỉ ăn những gì còn sót lại từ thiên nhiên. Họ thậm chí không muốn làm hại cây cỏ, lý do là vậy. Một số người thậm chí không ăn gì cả mà vẫn sống. Còn chúng ta ăn quá nhiều mà vẫn quá lo lắng về dinh dưỡng. Theo tôi, nếu chúng ta vui vẻ, chúng ta nhớ đến Thượng Đế và thiền mỗi ngày. Và nếu chúng ta chỉ ăn tối thiểu để sống, vậy là đủ tốt rồi. Đừng lo lắng quá về những gì quý vị ăn, thật đó. Điểm chính là sống vui vẻ, có đạo đức và nhớ đến Thượng Đế. Khi thiền định, quý vị cũng bổ sung cho mình với dinh dưỡng từ không khí, từ mặt trời. Thực tế là trái cây cũng lớn lên từ đất, không khí, mặt trời và nước. Có lẽ mình cũng có thể tự phát triển ở bên trong. Đó là vì sao người ta có thể sống bằng không khí, sinh khí hoặc chỉ bằng nước và mặt trời. Vì chúng ta có thể hấp thụ dưỡng chất từ không khí nếu cần. Nhưng đừng ép mình, chỉ làm theo nhu cầu của quý vị. Thiền nhiều thêm, điều đó quan trọng. Tưởng nhớ Thượng Đế và khao khát ân điển để giúp đỡ các chúng sinh khác là điều quan trọng hơn. Bất cứ quý vị ăn gì cũng là đủ rồi, nhưng đừng nói vậy với các bác sĩ và khoa học gia, họ sẽ nghĩ là tôi dạy quý vị không đúng. Nhưng tôi làm gương, và những người sống bằng không khí đang làm gương, đó là bằng chứng cho những điều tôi nói. Ăn no 80% là đủ rồi. Chúng ta phải tiết kiệm bắt đầu từ bàn ăn rồi. Chúng ta không nên ăn quá nhiều, chỉ nên ăn vừa đủ hoặc thậm chí ít hơn chút, để thứ nhất, trên phương diện thực tế và vật chất, chúng ta có thể tồn tại lâu dài hơn. Càng ăn nhiều chúng ta càng có ít hơn, và người khác sẽ bị đói. Trên phương diện tâm linh, chúng ta không nên ăn quá no, ngay cả với thức ăn chay. Ăn no 80% là đủ rồi, để ánh sáng và trí huệ của Thượng Đế còn có thể rót đầy bản thể chúng ta, với sự hiểu biết tốt hơn về những gì cần làm với mình. Và làm sao để giúp tha nhân? Và làm sao sống cuộc đời nhân ái thật sự khi ở trên địa cầu? Không có ánh sáng và trí huệ của Thượng Đế, chúng ta chỉ còn là một phàm phu. Làm việc, ăn ngủ, sinh con cái và chết. Chúng ta không thể cống hiến gì nhiều cho đại ngã của mình và cho tha nhân. Trong lúc truyền tâm ấn, tôi đã bảo quý vị đừng ăn quá nhiều. Ăn no khoảng 80%, rồi 10% để uống nước và dành ra tối thiểu 10% để ánh sáng đi vào con người quý vị. Vì nếu quá no, chúng ta không thể tập trung để thiền tốt. Ăn uống giản dị, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Sẽ nhẹ nhàng hơn cho hệ thống tiêu hóa nếu chúng ta ăn uống giản dị. Chẳng hạn như đừng trộn lẫn quá nhiều loại rau củ với nhau, hay trộn lẫn nhiều thứ trong cùng một ngày. Như vậy sẽ khó cho dạ dày phân loại. Lúc nào cho cà rốt, lúc nào cho dưa leo, và bao nhiêu năng lượng cho dưa leo, bao nhiêu năng lượng cho khoai tây, trộn lẫn quá nhiều thứ. Trộn lẫn quá nhiều đôi khi quý vị cảm thấy rất nặng nề, vì cơ thể phải làm việc quá mệt mỏi. Điều này rất hợp lý, chẳng hạn như nếu ta bỏ cà rốt và dưa leo vào nồi nước sôi cùng một lúc, dưa leo sẽ mềm trước, chín trước, còn cà rốt thì một lúc sau vẫn còn cứng. Ở đây cũng vậy. Thường thì khi ăn phải nhai thật nhiều lần, nhưng chúng ta thậm chí không nhai. Chúng ta uống cà rốt, uống dưa leo, tống nó xuống, như thế không tốt cho cơ thể. Tôi đã nói với quý vị rồi, thức ăn chỉ là chất xúc tác để tiếp nhận một nguồn dinh dưỡng khác. Bởi vì tôi không chắc chúng ta thật sự hấp thụ được bao nhiêu từ mấy củ cà rốt và khoai tây hay bất cứ gì. Quý vị cũng biết, bất cứ gì quý vị ăn vào hầu hết đi ra, hoặc đôi khi nhiều hơn những gì quý vị nghĩ, quý vị cho vào. Từ đâu ra vậy? Buồn cười thật. Cho nên đây chỉ là một trò chơi. Thức ăn chỉ là một trò chơi cho chúng ta, kể từ khi chúng ta khám phá thực phẩm trên hành tinh này. Và hệ thống của chúng ta cũng đang phát triển dựa vào sự khám phá này. Sau một bữa ăn xa xỉ với đủ thứ trộn lẫn nhau, quý vị cảm thấy nặng nề và đôi lúc đau nhức. Nên tốt hơn hãy ăn nhẹ, giản dị, vừa phải. Chọn cách của Đức Phật, có thể một hoặc hai bữa mỗi ngày, nhưng nhẹ thôi.
hay trái cây, hay ăn sống, từ từ. Hãy nhớ cái gì cũng từ từ, làm từ từ. Nếu ăn uống đơn giản hơn, cơ thể quý vị sẽ thông suốt hơn, ít gánh nặng hơn. Bớt đi gánh nặng và quý vị suy nghĩ rõ ràng hơn. Ăn đơn giản và ít lại nhé. Không có nghĩa là nhịn đói, chỉ là càng đơn giản càng tốt. Thức ăn của chúng ta cũng bị nhiễm độc. Ngay cả thức ăn của chúng ta cũng bị nhiễm độc, không chỉ là hóa chất hay đất bị ô nhiễm, hay nguồn nước bị nhiễm độc. Nước của chúng ta phần lớn là ao tù nước đọng, không có dưỡng khí. Chúng ta không còn cách nào, phải uống thôi. Nhưng không chỉ vậy thôi, nhiều rau cải chứa độc tố cho nên không phải ăn nhiều là tốt. Hơn nữa, khi chúng ta ăn nhiều thứ trộn lẫn với nhau, bụng không biết phân loại thì sau đó chúng ta sẽ có vấn đề. Nhưng mà đa số người đã quen ăn nhiều rồi, nên không ăn nhiều thì không được. Cho nên hãy cố ăn vừa đủ thôi. Ăn quá nhiều thứ chưa chắc là bổ. Càng nhiều loại thức ăn trộn lẫn thì chất độc càng nhiều. Đôi khi thức ăn này không hợp với thức ăn kia, khi trộn lẫn chúng với nhau càng tăng thêm mức tác hại. Rồi bệnh tật đau đớn mà không biết tại sao. Nhưng chúng ta đã quen ăn cơm với rau rồi. Không phải loại rau nào cũng có độc và không phải loại trái cây nào cũng không có độc. Một số loại trái cây cũng có độc. Không phải ngũ cốc nào cũng tốt. Cơm thì tốt, là một loại tốt trong số đó. Tôi biết rất nhiều nhưng bây giờ không nói. Nói ra quý vị sẽ không ăn thì lại trách tôi. Con đã gầy ốm thế này rồi mà còn không dám ăn gì. Sư phụ nói cái gì cũng có độc nên con không dám ăn. Không sao, chỉ việc ngồi thiền nhiều thêm, luôn câu thông với lực lượng sư phụ bên trong. Bất cứ làm gì cũng phải là một sự cúng dường Thượng Đế. Chắc chắn là nếu chúng ta không có thức ăn tâm linh, thì dù cho ăn gì cũng không bao giờ mãn nguyện về tinh thần lẫn thể xác. Do đó chúng ta càng ngày càng đói, cứ đói hoài. Cho dù dùng nhiều thức ăn ngon và thuốc bổ, chúng ta vẫn bị bệnh, và đôi khi còn phiền muộn và khó tiêu. Trong kinh Chí Tôn Ca có nói rằng, thức ăn nấu để cúng dường Thượng Đế trước, rồi sau đó chúng ta ăn vào thì sẽ rất bổ dưỡng và đầy gia trì cho chúng ta. Còn nếu chỉ nấu thức ăn chỉ để thỏa mãn bản thân, thì chúng ta thật sự đã làm một điều sai lầm. Và điều đó khiến chúng ta không thỏa mãn, đôi lúc còn gây phiền phức, khó tiêu, dần dần. Thật ra, trong kinh Chí Tôn Ca còn nói mạnh hơn vậy nữa. Nói rất rõ ràng như, người ăn trong tội lỗi nếu không cúng dường Thượng Đế trước. Không phải tôi nói vậy nhé, mà là Ngài Krishna. Và không phải chỉ có thức ăn mà thôi, quý vị đều biết kinh Chí Tôn Ca phải không? Ngoài người Ấn Độ ra, mọi người đều biết kinh Chí Tôn Ca. Đó là một quyển sách trí huệ của Ấn Độ cổ xưa. Sách có khoảng 5.000 năm. Quyển sách ghi chép lời của vị vô thượng sư thời đó, Krishna, người đẹp da đen kính yêu. Ngài vừa đen vừa đẹp, chúng ta gọi Ngài là người đẹp đen phải không? Da Ngài ngăm đen giống nhiều người Ấn Độ. Nhưng Ngài rất tuyệt vời và đẹp trai, cho nên người ta cũng gọi Ngài là người phụ tình, bởi vì Ngài làm cho tim người ta tan vỡ khi Ngài ra đi. Ngài đi tới đâu người ta cũng đều thương yêu, quý trọng Ngài, cúng dường Ngài và theo Ngài một cách cuồng si. Tôi nghe nói Ngài có khoảng 70.000 người vợ, à không, là 16.000 người vợ. Người Ấn Độ đôi khi cũng nói phóng đại lắm, nhưng chắc Ngài cũng có rất nhiều người theo. Thật ra không phải vợ mà là đệ tử. Có lẽ đa số là phụ nữ vì Ngài rất đẹp trai. Tôi nghe nói, tôi không ở đó, có lẽ tôi có ở đó nhưng quên rồi. Do đó kinh Chí Tôn Ca là giáo lý được ghi chép lại của Minh Sư Krishna. Quý vị có thể tìm thấy nhiều trí huệ và chỉ đạo trong kinh này. Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc. Tôi vẫn còn đọc vì kinh đó hay lắm, tinh túy và đầy trí huệ. Đôi khi mình được an ủi và tĩnh lặng khi đọc kinh đó. Nếu quý vị thật sự hiểu thấu đáo, thì đó là một kiệt tác về trí huệ. Nhiều minh sư quá khứ có liên quan đến trí huệ của Ấn Độ, cho nên chúng ta không thể không nhắc đến Ấn Độ và kinh Chí Tôn Ca. Ngay cả Melarepa, đạo sĩ lừng danh người Tây Tạng, ngay cả vị đạo sĩ lừng danh của Tây Tạng,
Sở hữu của Ngài chỉ có một bình bát và cuốn kinh Chí Tôn Ca. Trong kinh này có nói rằng, không phải chỉ có thức ăn mà chúng ta nên nấu trên tinh thần cúng dường cho Thượng Đế trước khi ăn, mà tất cả những gì chúng ta làm trong đời cũng phải là một cúng dường, một sự tế lễ cho linh thần tối cao. Trong cách này chúng ta sẽ không bao giờ gặt hái nghiệp quả tốt hay xấu, bởi vì nghiệp quả tốt hay xấu đều ràng buộc chúng ta vào thế giới vật chất này. Nhịn ăn về vật chất lẫn tinh thần. Tôi đã nhịn ăn nhiều lần, đôi khi một tuần, đôi khi vài ngày. Tôi không đếm số ngày. Nhịn ăn có thể giúp quý vị tiến bộ hay không, còn phụ thuộc vào tình trạng cá nhân của quý vị. Một số người nhịn ăn mỗi ngày bởi vì họ chỉ ăn một lần mỗi ngày, hay họ chỉ ăn thêm một chút vào buổi tối. Theo định nghĩa này thì tôi cũng nhịn ăn mỗi ngày. Nhịn ăn có thể hữu ích bởi vì nó rửa sạch một ít nghiệp chướng của mình. Đôi khi chúng ta quá tham lam, chúng ta ăn quá nhiều. Nếu chúng ta ăn bình thường và ít hơn thì không vấn đề gì, nhưng phần lớn thời gian chúng ta ăn quá nhiều. Khi ăn quá nhiều chúng ta cảm thấy rất nặng nề và không thể tiêu hóa thức ăn, dạ dày và gan không lo liệu nổi. Và rồi chúng ta cảm thấy không thể suy nghĩ rõ ràng, chúng ta cảm thấy rất nặng nề, vụng về và no cứng. Đó là lý do chúng ta không thể tu hành tốt. Chúng ta cũng nên nhịn ăn về tâm linh, điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta nên cắt bỏ tham sân si. Điều đó có nghĩa là không sát sinh, không trộm cắp, không uống rượu, không hút thuốc, không dùng ma túy, không cờ bạc. Điều đó có nghĩa là không làm bất cứ gì có hại cho người khác. Đây mới là nhịn ăn thật sự. Chúng ta không chỉ nhịn ăn về vật chất mà cũng nhịn ăn về tâm linh. Chúng ta nhịn nói chuyện nên chúng ta chỉ nói về những điều khẳng định. Chúng ta làm việc thiện, chúng ta giữ cho tư tưởng cao thượng. Đó gọi là bát quan trai giới trong Phật giáo. Đó là ý nghĩa thật sự của bát quan trai giới. Tất cả chỉ là thói quen. Lúc đầu khi tôi bắt đầu nghiên cứu về thực phẩm tình thương và tôi phải cắt bỏ nhiều thức ăn tôi ưa thích. Nói là làm, không thể cứ nói mà không làm. Rồi tôi cắt bỏ tất cả những thứ ngon, những thứ tôi ưa thích. Ồ, cũng đau khổ một chút. Không làm đau cây cỏ nhưng làm mình đau. Nhưng không sao. Sau một thời gian thì không cảm thấy mình cần các thứ đó nữa. Thật sự là vậy. Nếu quý vị không mua thì quý vị sẽ không ăn, rồi thậm chí sẽ không nghĩ đến các thứ đó nữa sau một thời gian. Giống như lúc đầu, khi mình bắt đầu ăn chay cảm thấy hơi khó, có lẽ hả? Một số, không phải mọi người. Có người có thể bỏ lập tức, những người kiên cường. Có người cần chút thời gian, tuy nhiên sau một thời gian thậm chí không thể tưởng tượng làm sao mình có thể ăn thịt, trứng và cá, tất cả các thứ đó khi trước. Khi đi vào siêu thị và thấy những thứ này, ôi quý vị chỉ muốn không nhìn thấy chúng, thậm chí không muốn nhìn các thứ đó nữa, nghe mùi là đã cảm thấy buồn nôn phải không? Tất cả chỉ là thói quen thôi. Tốt nhất là tự mình nấu ăn. Chúng ta ăn thức ăn thuần chay, nhưng đôi khi nó chứa những nguyên liệu không thuần chay mà không được liệt kê trong thành phần. Và chúng ta càng ăn, nó càng có hại cho sức khỏe của mình. Tâm trí của chúng ta trở nên kích động hơn, rồi chúng ta tức giận và mọi người bắt đầu tranh cãi với nhau. Thấy không? Thậm chí là như vậy. Ăn thuần chay không có nghĩa là luôn luôn có an bình và hạnh phúc. Chúng ta vẫn có thể bị gạt. Đôi khi thành phần động vật được thêm vào thực phẩm chay vì người bán tin rằng như thế sẽ ngon hơn và bán chạy hơn. Con người bị gạt, đôi khi cả ma túy cũng được bỏ vào. Một trường hợp như vậy đã được báo cáo ở Trung Quốc. Ma túy được thêm vào thịt để làm cho người ta nghiện, để kinh doanh sẽ tốt hơn. Thật kinh khủng. Thành ra ngày nay rất khó để thật sự bảo vệ bản thân chúng ta. Tất cả chúng ta phải cảnh giác hơn, cẩn thận hơn. Thật tốt là chính phủ Đài Loan, Formosa, bây giờ ban hành luật pháp yêu cầu thành phần phải được liệt kê rõ ràng trong nhãn sản phẩm. Nhưng tôi cũng không biết danh sách rõ ràng được bao nhiêu. Tốt nhất là tự mình nấu ăn. Dù sao chúng ta cũng không cần bất cứ thịt thuần chay nào.
Nếu thực phẩm đó là do chính đồng tu mình làm thì được. Chúng ta phải kiểm tra xem có ổn không. Kiểm tra xem có thứ gì như hành trong thành phần không. Các sản phẩm người ngoài làm thì tôi không biết. Tôi không thể bảo đảm. Chúng ta phải giữ mình trong sạch và tinh khiết. Ví dụ như nếu quý vị thỉnh thoảng ăn một chút thì vẫn không sao. Hoặc nếu quý vị nấu ăn cho người khác và thỉnh thoảng dùng một lần thì không vấn đề gì. Ngoài ra không phải là lúc bế quan nên ổn hơn. Trong lúc bế quan quý vị không thể ăn những thứ đó. Nếu ăn thì quý vị không bình tâm được, tư tưởng của quý vị sẽ chạy lung tung. Tôi không dọa quý vị đâu. Cũng không phải vì Đức Phật đưa ra các giới luật mà tôi trì giới, không liên quan đến giới luật, mà vì lợi ích của quý vị phải bảo vệ bản thân. Đây là từ kinh nghiệm cá nhân tôi. Không phải vì Đức Phật nói điều này điều kia. Nếu không tin điều này, quý vị có thể thử xem. Đóng cửa lại và tọa thiền trong 3-4 ngày, và mỗi ngày ăn hành hoặc chỉ ăn trong một ngày. Ăn nhiều thức ăn có hành, tỏi. Hoặc quý vị tự nấu cho mình và cho chút hành tỏi vào thức ăn, không nhất thiết là nhiều, mà vừa đủ làm cho thức ăn ngon thôi. Rồi quý vị tọa thiền trong 3 ngày, sau đó đến cho tôi biết là tôi nói đúng hay không. Tôi không dọa quý vị đâu. Để làm gì? Tại sao tôi lại dọa quý vị chứ? Ăn hành hoặc tỏi không phải sát sinh, tôi không nghiêm khe, tôi chỉ khuyên quý vị thôi. Quý vị thấy đó, đây là lý do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải nói về những điều này. Nếu Ngài không nói về hành tỏi, làm sao chúng ta biết được? Kỳ lạ, ta ăn chay, ăn thuần chay, ta không ăn chút gì có thành phần động vật, tại sao tâm trạng ta lại không tốt? Và ta không thể buông bỏ ham muốn tình dục. Quý vị không biết, thành ra chúng ta cần phải cảm ơn Đức Phật, cảm ơn Ngài. Cách ăn uống giản dị. Ở nhà thì rất dễ, tôi đã bảo quý vị chỉ cần mè và gạo lứt sẵn sàng cho mọi người. Và dĩ nhiên họ ăn thêm với đậu hũ hoặc gỏi, một món đã làm sẵn, đơn giản. Quý vị có thể ăn đậu hũ sống như vậy. Hoặc nếu đôi khi quá ngán, chỉ cần xào sơ với chút dầu ăn và chút gia vị, chút nước tương và quý vị ăn với gạo lứt, mè và xà lách, thế thôi. Xà lách thì quý vị chỉ cho chút nước sốt lên trên, một chút nước tương, thế là xong. Quý vị có thể trộn đủ loại rau cải mà quý vị có thể ăn sống để quý vị có đủ loại dinh dưỡng. Hoặc đôi lúc quý vị ăn món xà lách này, ngày khác ăn món kia, quý vị sẽ không sao cả. Nếu quý vị thật sự ngán vì ăn mỗi ngày, thì quý vị xào sơ một ít rau cải, những thứ quý vị không thể ăn sống hay là quý vị nghĩ là không ngon. Một số rau cải không có vị ngon khi quý vị ăn sống, thì quý vị chỉ xào sơ hôm đó và ăn cùng với cơm, rất đơn giản. Không cần ăn quá nhiều món khác nhau. Đôi khi họ nấu rất nhiều món, nhưng tôi chỉ ăn một món. Vì nếu món đó ngon, tôi tiếp tục ăn với món đó. Nhưng phần lớn, một món là đủ cho tôi. Một loại, đơn giản thôi, và tôi cảm thấy rất nhẹ. Nhẹ và dễ, cách tôi sống rất dễ dàng. Có những ngày có lẽ tôi thậm chí cũng không ăn gạo lứt và muối mè, không gì cả. Nếu tôi đã ăn bánh mì kẹp với xà lách, dưa leo hoặc đại khái vậy, rồi sau đó tôi ăn trái cây hoặc uống nước trái cây, thế là xong. Rồi tôi không còn cảm thấy đói nữa, cho nên gạo lứt và muối mè, thậm chí có ngày tôi cũng không cần ăn, còn tùy. Chỉ gạo lứt và đậu cùng muối mè là có sẵn, và nếu chúng ta không nấu nướng gì cả, bất cứ gì khác, thì gạo lứt và muối mè là đủ. Nếu quý vị ăn như vậy mỗi ngày thì cũng đủ dinh dưỡng, thậm chí không cần trái cây, rau cải. Thật sự như vậy. Tôi biết một tu sĩ ở Formosa, Đài Loan. Ông là tu sĩ người Âu Lạc Việt Nam. Ông không bao giờ ăn gì khác ngoài gạo lứt và muối mè. Muối đã ở trong mè sẵn rồi. Ông ta mua một gói mè rất lớn với giá rẻ và họ xay mè sẵn cho ông. Họ trữ mè trong nhiều lọ lớn và mỗi ngày họ chỉ nấu gạo lứt. Rồi ông chỉ ăn cơm với mè. Tôi không thấy ông ăn bất cứ gì khác, đôi khi có thể chút nước trái cây, nhưng chỉ nếu người ta làm cho ông. Nếu không, ông cũng không cần, chỉ nước, muối mè, gạo lứt. Và ông ta to lớn, ông ta lớn gấp ba cái thước của tôi.
tôi không khuyến khích chuyện này. Ông cũng là võ sư khí công, quý vị không thể đâm ông ta, không thể giết ông ta bằng dao hay bằng đạn. Quý vị biết người tu khí công, nếu quý vị đâm dao vào trong người họ, thì dao chỉ văng ra, họ chỉ đẩy nó ra. Ông ta dạy khí công, tôi thật sự thấy ông làm vậy. Không phải chỉ nói hoặc dạy thôi, ông thật sự có thể làm cong cây sắt hoặc đưa cây giáo vào cổ của ông, là nơi thậm chí nhạy cảm nhất. Cây giáo đưa vào cổ ông chỉ dừng ở đó. Chỉ một chút có dấu đỏ như quý vị xoa gì đó lên da của mình. Chỉ một chút dấu đỏ thế thôi, không gì khác. Không chảy máu và không sâu vào trong da. Ngọn giáo chỉ để lại vết dấu đỏ bởi vì khi quý vị ấn vật gì lên da tạo một vết đỏ, chỉ vậy thôi, không gì khác. Nhưng vết đỏ biến mất trong 2 giây, không máu chảy, không có lỗ trên da, không bị trầy, không gì cả. Hoặc ông ta nằm trên mảnh chai dở và có người đặt tảng bê tông lên trên ông và dùng búa đập, không hề hấn gì cả. Chỉ một vài vết đỏ và rồi cũng biến mất, thật sự như vậy. Ông chỉ ăn gạo lứt muối mè và nước. Chính tôi chứng kiến điều đó, tôi thấy. Khi tôi mới đến Formosa, Đài Loan, tôi trú trong chùa của ông, tôi biết như vậy mỗi ngày, ông không gạt. Dĩ nhiên ông tập luyện đủ loại khí công và đủ thứ, và ông cũng sống dựa vào đó. Tôi đoán không phải chỉ dựa vào thức ăn. Ông dùng vài trái banh để lúc nào cũng tập luyện bàn tay ông, hầu điều chỉnh khí hay đại khái vậy. Dù sao chúng ta đều có thể làm vậy. Còn có một ông người Nhật, người dẫn đầu về gạo lứt muối mè, ông Osawa, đúng không? Tôi không nghĩ ông là người tu hành gì cả. Ông ta không to lớn và mập phì như vị tu sĩ tôi vừa kể. Ông này gầy hơn, và khi ông gần 70 tuổi, ông dẫn du hành khắp thế giới, nói chuyện về dinh dưỡng với gạo lứt và muối mè. Ông nói rằng gạo lứt muối mè chữa lành đủ loại bệnh tật, ung thư và mọi thứ, và điều đó cũng đã được chứng minh. Nhiều người trên thế giới đi theo lối dinh dưỡng này để chữa bệnh của họ. Sau khi quý vị ăn gạo lứt muối mè một thời gian, nếu quý vị ăn bất cứ gì khác, thân thể quý vị dường như không đồng ý, bởi vì nó đơn giản hơn và tinh khiết hơn để cơ thể tiêu hóa. Là như vậy đó. Họ nói vậy đó. Nhưng tôi không cuồng tín hay gì cả. Có những ngày tôi ăn gạo lứt muối mè, nó có sẵn ở đó bất cứ lúc nào, như món ăn chủ yếu vậy. Nếu không có món gì khác, thì ăn món đó, như vậy cũng đủ tốt. Nhưng tôi chỉ ăn bất cứ gì, phần lớn là món đó. Nhưng đôi khi thay đổi, tôi ăn bánh mì kẹp hay gì đó, và rồi uống nước trái cây cũng tốt. Rồi uống thêm thuốc bổ, bất kỳ thuốc bổ nào quý vị cần, hoặc thuốc đa sinh tố, hoặc nếu quý vị lớn tuổi có thể uống thêm thuốc canxi hay gì đó. Bất cứ gì quý vị nghĩ là cần thiết, cần thêm cũng được cả. Tôi cảm thấy cách đó tốt hơn ở đây, tôi phải thú nhận. Ở đây thức ăn có vị ngon và có nhiều món ăn khác nhau, nhưng tôi không luôn cảm thấy khỏe sau khi ăn. Tôi cảm thấy rất mệt, thậm chí cần đi ngủ. Sau khi ăn tôi không thể hoạt động nữa, quá nhiều, quá bổ, nên thân thể phải dùng tất cả năng lượng để tiêu hóa. Có lẽ là vậy. Ở nhà tôi ăn rất đơn giản và tôi tiếp tục làm việc lập tức sau khi ăn. Tôi không cảm thấy gì khác biệt. Nhưng ở đây tôi cảm thấy có khác biệt. Mỗi lần sau khi ăn, cho dù quý vị nài nỉ tôi đi ra ngoài, tôi sẽ không đi. Tôi không thể. Quá nhiều. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.